Tại vì mọi người không biết là chúng ta ngày hôm nay có những cái phần quà rất là hấp dẫn. Nếu như mà ngày hôm nay ai check in trên Facebook và tag fanpage của Geo Cosmetic, cụ thể đây là người viết chữ Amok xong rồi G.O.Cosmetic14 với tông màu của Geo, và phần quà thứ hai đó là 1 năm sử dụng Geo miễn phí đang chờ đợi tất cả chúng ta. Cho nên nếu như mà chúng ta đã chụp hình, chúng ta đã post Facebook rồi thì hãy nhớ tag fanpage của Geo Cosmetic nha. Còn là ngay lúc này để chúng ta bắt đầu thì chương trình của chúng ta một cách có thể nói là vui vẻ và sôi động hơn, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một chàng trai và luôn luôn chăm sóc làn da của mình một cách rất là khỏe mạnh. Chúng ta có tay để cùng chào đón ca sĩ Ngô Kim Huy ạ. Và từng cái service cho mọi người ngày hôm nay là cái tuyệt vời nhất, giống như là đàn ông chúng ta sẽ khi chăm sóc trong mọi người có tiền người ta cũng được. Như Vân nói thì chăm sóc sự kiện thì chủ đề cho sự kiện thì cả tháng, nhưng mà chuẩn bị cho Geo thì gần 3 năm rồi. Tại vì mục đích của mấy em là mang đến một sản phẩm tốt nhất, an toàn nhất và hiệu quả nhất cho tất cả đàn ông Việt, bởi vậy Geo rất là đời mọi người. Dạ, ok, chắc là anh Hoàng cũng như Vinh, tất cả mọi người cũng đã nói rất là nhiều những cái thông điệp rất là tuyệt vời. Và chắc chắn là cái sự có mặt của tất cả các anh chị ngày hôm nay đó cũng là một cái niềm rất là vinh hạnh cho tất cả mọi người với cái công sức đã bỏ thời gian qua. Bản thân của Duy thì có một điều rất là thú vị, Duy cảm nhận được là ở đây ai cũng là những người đẹp trai ở trong công ty hết, như anh Hoàng hay là Kim Thế Vinh là mọi người đã có một cái làn da rất là đẹp, họ cũng biết chăm sóc rồi. Duy là một cái trường hợp còn lại, chỉ vì một cái sản phẩm mà mình biết được nó tốt hay không á, nó có quá trình before và after. Thì Duy sẽ là before khi mà trước khi sử dụng Geo, và đây là after, đó là một cái mảnh ghép hợp đó. Và sau ngày hôm nay chắc là cái cách chăm sóc của Geo sẽ ok hả? Ok, các bạn ơi, mọi người ơi, chắc mình đứng từ rất xa quá, em thấy xa quá, hay là lùng thôi. Em ra ngoài đi. Ok. Nhưng mà sợ rất cuốn mồ đó. Có em sợ lắc, lắc. Mọi người ơi, sau đây cái đi sân khấu này, chắc mình cảm thấy mình đang đứng. Ok, thôi anh em mình cứ đứng trước, đứng sau cũng được. Yeah, nhưng mà cái thời điểm này thì bắt buộc mọi người phải cùng gần nhau hơn, đúng không ạ? Hôm nay thì anh em có chuẩn bị một ít đồ whisky để cho mọi cái nó được nóng hơn, vui hơn. Thì hy vọng mọi người sẽ hết mình với anh em đêm nay chứ à? Được không ạ? Bây giờ cho rồi, cho trở 5 ly đi. Dạ. Và xin mời mọi người chúng ta cũng hãy cùng nâng ly của mình lên ạ, để chúc mừng cho Geo Cosmetic ngày hôm nay ạ. Mọi người có ly hết chưa ạ? Whisky ạ? Mọi người đợi chút xíu, chúng ta sẽ có whisky, không sao? Dạ rồi, mình đã có. Dạ rồi, đây là những chai whisky rất là ngon đến từ Penderin nè. Không, khoan, cho em một bộ khúc. Dạ. Lục ơi, anh có hay chăm da mà bữa em thấy chị Trang là chăm da thì phụ nữ dữ lắm mà hay. Anh, bây giờ anh biết em rồi, bắt đầu anh sẽ chăm da. Có em lo cho anh mà đúng không? Có em lo cho anh mà đúng không? Suốt đời luôn anh Trang. Ok rồi, mọi người làm chứng nha. Em lo có nghĩa là em không lấy tiền anh đó nha. Không có lấy tiền. Ok, vậy được rồi. Bây giờ anh lo cho em mà anh sao vậy? Trời ơi. Mọi người ở đây để mình... Vô đi, anh em mình người đổi chai đi. Được rồi, chúng ta sẽ chờ để được thấy after của anh Tiến Luật là sau khi mà xem video đúng không? Okay. Bây giờ trong khi mà mình được chờ mọi người có rượu hết á, thì mình đi hỏi anh em thử. Dạ, Tú Dương không dám uống whisky, Tú Dương sợ. Dạ rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nâng ly ạ. Ở phía trên đây chúng ta sẽ nói là đàn ông hiện đại, và mọi người hãy cùng chung nói là không ngại chân da được không ạ? Sorry, có một điều rất là đặc biệt và đến giờ ở trên có Hoàng Quyên. Một điều rất là tuyệt vời, tại vì là hôm nay có sự xuất hiện của Victor Candy, founder của công ty Fanos tại Hàn Quốc. Đây là công ty mẹ của Geo ạ. Bác vừa mới về chiều hôm qua, cho bác một tràng ở đây lần nữa ạ. Xin cảm ơn bác rất nhiều. Yeah.
10 bát whisky luôn ạ. Dạ rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nói là đàn ông hiện đại không ngại chăm gia được không ạ? Mọi người sẵn sàng nha. Sẵn sàng. Đàn ông hiện đại không ngại chăm gia. Rất đều. Một lần nữa nha, một lần nữa cho chúng ta. Media sẽ cùng ghi lại khoảnh khắc này ạ. 1, 2, 3. Đàn ông hiện đại không ngại chăm gia. Xin mời. Cảm ơn Ambassador Lâm Đức Tự Nguyên đã support cho con bạn này. Được rồi, và ngay lúc này sẽ là khoảng thời gian để mà chúng ta sẽ cùng uống whisky.